Rồi. Không, cái này không có gắn. Cái này là 6 inch mà dữ dằn lắm. Không bao cái năm kia. Đâu rồi? Không. Cũng gắn vào Osmo này. Yeah.
Không em đang chơi lóc mà. À, lóc. Đây là gimbo rẻ nhất, hay quá nhất. Còn mấy gimbo em xài rồi. Cái bên mắc lắm, cái đó tới mười mấy triệu luôn cái mà. Không gậy thì còn bên còn cái kia con mắc xài nó lấy cái camera ra. Cái đó cái khác. Con xong rồi thì chắc cũng bắt đầu. Ờ hay là DJ Osmo nhưng mà quay 4K cái chó riêng luôn. Ừ, nó riêng. Để cái này xuống là để coi cái của mình thôi. Ừ, nó của mình thôi chứ. Nó có quay. Không nó quay. Không có nghĩa là bản thân cái điện thoại nó không có quay mà là do cái cây nó quay. Cây nó quay. Cây nó quay. Cây đó là DJ Osmo phải DJ quay không à, cái đó để quay. Ừ, quay. Nhưng mà nó chống luôn á, chỗ này nó bấm kịp. Nhưng mà nó dở hết mọi lần hay sao không? Còn bảy cái game nhưng không có game do bên điện thoại mình xuất luôn. Bộ phận âm thanh chuẩn bị ạ. Chỉ quay chú ý 3, 2, 1, chạy nhạc. Chúng mình cùng vỗ tay ạ, các bạn ơi, chúng mình cùng giơ tay cao lên và cùng vỗ tay ạ. Những giai điệu chúc mừng sinh nhật cho quý vị. 2 năm 24 tỉnh thành đã đi qua với gần 2.500 em nhỏ được giúp đỡ liên tục với mức hỗ trợ là 400.000 đồng một tháng. Cùng với đó là gần 8.000 gái này đã đồng hành ủng hộ cho em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. 2 năm chặng đường chưa dài, những nỗi ít những khó khăn, những giọt nước mắt gặp cả những niềm vui và hạnh phúc. Ngày hôm nay phải gửi đến thứ 24 Kiên Giang. Chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng chung vui niềm vui khi mà gặp lại yêu thương tròn đúng 2 năm tuổi. Niềm vui của những người thực hiện chương trình và đặc biệt là niềm vui của rất rất nhiều những em nhỏ hàng ngày được tiếp tục đến trường. Và tại mảnh đất Kiên Giang trong chương trình truyền hình trực tiếp đặc biệt ngày hôm nay sẽ còn có thêm một sự đồng hành nữa về bạn dẫn của tôi. Xin được giới thiệu cùng quý vị biên tập viên Thụy Vân. Biểu xin được gửi lời chào tất cả người dân tại Kiên Giang và đặc biệt là chào tất cả các em nhỏ đang có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Hôm nay thực sự là một ngày rất là vui và ý nghĩa với Thụy Vân khi mà được đồng hành cùng với cặp lái yêu thương trong một cái ngày sinh nhật tròn 2 tuổi. Và cũng xin được giới thiệu thêm cùng với quý vị rằng Thụy Vân cũng là một trong những lá lành của cặp lái yêu thương, cũng đã trích tiền lương của mình hàng tháng để nhận nuôi 3 em nhỏ là lá chưa lành. Vâng thưa quý vị, chỉ ít nhất với 200.000 đồng thôi, chỉ là một vài bữa ăn mà chúng ta tiết kiệm thôi thì có thể giúp cho hành trình đến trường của rất nhiều các em nhỏ. Ngày hôm nay đây thì chúng ta đang đến với mảnh đất Kiên Giang, đến với miền Tây sông nước và chúng ta sẽ đi theo những con đò để có thể thắp sáng những ước mơ đến trường cho rất nhiều em nhỏ. Và tôi là Thị Vân. Còn tôi là hạnh phúc của chuyển động.